Tập 12 Tình Hán Giang. Tình Hán Giang. Tình Hán Giang. Còn không ra, tôi nổ súng đó. Đừng, đừng nổ súng. Tôi ở đây. Tình ranh này, tôi còn tưởng cậu bỏ trốn rồi đó. Không có, là cô bảo tôi chờ cô ở đây mà. Có thấy chưa? Cậu biết thứ này chứ? Tôi biết. Sao cậu lại run chứ? Nhìn dáng vẻ cậu kìa, hèn nhát. Cậu chỉ làm được Hán Giang thôi. Tôi không phải Hán Giang. Tôi bị ép tham gia đoàn bảo an. Thôi, hôm nay tôi đến không phải để truy cứu vấn đề cậu có phải Hán Giang hay không. Tôi hỏi cậu, Bát Lộ Quân đối xử với cậu có tốt không? Tốt. Cậu tấn công Bát Lộ Quân mà chúng tôi còn trị thương, đối xử tốt với cậu. Chỉ cần cậu không phải thứ lòng lang dạ sói thì cậu cũng nên thấy cái tốt của Bát Lộ Quân. Vậy Bát Lộ Quân tốt như thế, có phải cậu nên báo đáp không? Sau này tôi sẽ không làm Hán Giang nữa. Không làm Hán Giang là được rồi à? Đó là yêu cầu thấp nhất, là điều cơ bản. Cậu nên giúp Hán Giang tiêu diệt. Cậu nên giúp Bát Lộ Quân tiêu diệt Hán Giang, tiêu diệt bọn Nhật mới đúng. Tôi, sao tôi tiêu diệt bọn Nhật, tiêu diệt Hán Giang được? Lo gì? Tôi dạy cậu. Con đàn bà thối tha, cô muốn hãm hại lão đại. Chuyện này là do tôi làm, không liên quan gì tới lão đại. Có giỏi thì giết tôi đi. Phó đoàn trưởng Chu chỉ là tiểu tốt mà thôi, không có lệnh từ Lâm Chấn Hải thì anh không có lá gan đó. Chỉ tiếc anh làm quá dùng về, đã bắn đứng Lâm Chấn Hải và cũng hại cha mẹ anh ta. Con đàn bà thối tha, cô giết tôi đi. Cô muốn giết Lâm Chấn Hải sao? Đúng. Tôi nhất định phải giết Lâm Chấn Hải. Tôi phải diệt gian trừ hại cho dân. Cô sao? Ý cậu là sao? Tôi sao hả? Sao hả? Cô không nghe người ta nói sao? Người ở núi Nhạn này có thể giết đoàn trưởng Lâm, còn chưa ra đời đâu. Vậy tôi nói cậu biết, người khác muốn giết Lâm Chấn Hải không dễ dàng, nhưng tôi nhất định có thể lấy mạng hắn. Đừng làm hại lão đại, đừng hại cha mẹ anh ấy. Người là do tôi thả, không liên quan gì tới lão đại. Mấy người giết tôi đi. Phó đoàn trưởng Chu, chúng tôi không muốn giết anh. Anh chỉ làm việc theo lệnh. Đầu sỏ thực sự là Lâm Chấn Hải. Cô biết nghe tiếng Trung, sao không hiểu tôi nói gì chứ? Anh đúng là người có nghĩa khí. Tôi thích người như anh. Tôi có thể cân nhắc không làm hại Lâm Chấn Hải và cha mẹ anh ta, nhưng anh phải đồng ý điều kiện của chúng tôi. Chỉ cần không hại lão đại, bảo tôi làm gì cũng được. Được, dứt khoát lắm. Chỉ cần anh làm theo lời tôi nói, những chuyện lúc trước chúng ta bỏ qua hết. Nhưng mà nếu anh dám giở trò với Hoàng Quân, thì Lâm Chấn Hải và cha mẹ của anh ta sẽ cùng nhau tan theo tro bụi.
Sau đó Hoàng Quân sẽ thăng chức cho anh làm đoàn trưởng đoàn bảo an, mừng công biểu dương anh đã tố giác Lâm Chấn Hải vì nghĩa diệt thân. Anh đoán xem, các anh em của bang Lâm Hổ biết là anh bán đứng đại đương gia của họ thì sẽ thế nào đây? Còn đàn bà thối tha, cô không cần hù dọa tôi. Chu Đả Thiết này không phải người sợ chết. Chỉ cần cô hứa không hại lão đại, dù bắt tôi giết cha mẹ mình, tôi cũng làm. Được, chúng ta đã thỏa thuận với nhau. Tôi biết trong thành có đặc vụ của Nhật nên tôi không hề định vào thành. Vậy sao giết Lâm Chấn Hải được? Tôi đã viết một lá thư, chỉ cần cậu tự tay giao lá thư này cho Lâm Chấn Hải, nói với anh ta tôi chờ anh ta ở ngoài thành là được. Cô muốn giết đoàn trưởng Lâm à? Đoàn trưởng Lâm tốt với các anh em lắm. Hay là gì? Hay là tôi giết cậu trước? Đừng, không, đừng. Sợ à? Sợ thì ngoan ngoãn nghe lời tôi nói. Người anh em, cậu là người Trung Quốc, tôi cũng vậy. Nếu chúng ta đều là người Trung Quốc thì nên làm đại sự vì người Trung Quốc. Hành động diệt gian lần này là chuyện rất thần thánh. Người vô văn hóa như cậu có biết thần thánh là gì không? Không biết. Là chuyện thần tiên làm, chuyện thánh nhân làm. Trừ khử Lâm Chấn Hải là làm đại sự vì bách tính, núi Nhạn và Trung Quốc, là lập công lớn. Nếu cậu làm không xong hoặc cố tình giở trò với tôi thì tôi giết cậu đầu tiên. Đừng nói cậu trốn trong thành không ra, dù cho trốn trong đũng quần của bọn Nhật tôi cũng giết được cậu. Nhớ lấy, bác Lộ Quân đã nói là giữ lời, nghe có hiểu không? Hiểu rồi. Hiểu thì tốt. Được rồi, tôi tuyên bố đội diệt gian của hai ta chính thức thành lập. Tôi là đội trưởng, cậu là thành viên. Nhớ lấy, nhất định phải tự tay giao lá thư này cho Lâm Chấn Hải thì cậu trở thành anh hùng kháng Nhật rồi đó. Cô nương, à không, chị, gọi đội trưởng. Dân, đội trưởng. Cô đi một mình sao? Tôi sợ lỡ như cô không giết được Lâm Chấn Hải, vậy thì sẽ hại cả tôi nữa. Trên tôi có mẹ già 80 tuổi, dưới có gì? Dắt mũi còn chưa sạch mà cậu có gì? Cậu yên tâm, nhiệm vụ của cậu là khiến Lâm Chấn Hải xuất thành, những chuyện khác để tôi làm. Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là tiếp tục làm Hán Giang, hai là làm anh hùng kháng Nhật. Làm Hán Giang hay anh hùng kháng Nhật? Nói đi. Vậy còn được, đi thôi. Đi đâu? Vào thành. Mau lên. Sao vậy? Chân tôi còn chưa khỏi hẳn đâu. Đã mấy ngày rồi mà còn chưa bình phục nữa. Cậu làm từ giấy à? Thôi, leo lên, tôi cõng cậu. Sao? Cô cõng tôi sao? Sao? Không tin tôi à? Đừng nói là thân hình cậu gầy gòm, con heo nặng hơn cậu tôi cũng từng cõng. Mau, nhanh lên, đưa tay đây. Người anh em, cậu ăn gì mà nhẹ quá vậy? Cũng may không có gió, nếu đây mà có gió thì thổi cậu bay khắp thế giới luôn. Đội trưởng, cô tên gì? Bí mật quân sự, không thể nói cậu biết được. Cậu chỉ cần biết tôi là người của đội diệt gian Bát Lộ Quân là được.
Vậy cô không nói tôi biết cô tên gì? Làm sao mà tôi nói với đoàn trưởng được? Cậu cứ nói với anh ta là có người tên Bạch Đông Cúc, chờ anh ta ở ngoài thành để hẹn hò. Anh ta ắt sẽ ra. Sao? Cô chính là Bạch Đông Cúc sao? Quen tôi à? Cô chẳng phải là áp trại phu nhân của Lâm Hổ Bang sao? Sao cô còn giết đoàn trưởng chứ? Nói dớ dẫn, ai là áp trại phu nhân chứ? Họ đều nói vậy mà. Tên Lâm Chấn Hải này, phải giết hắn mới được. Nếu không thì thanh danh của Bạch Đông Cúc này sẽ bị đồn xấu khắp Trung Quốc mất. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đội trưởng, cô khỏe thật đấy. Cô suýt làm tôi chết ngợt rồi. Tại tôi à? Ai bảo cậu la lối? Tôi quen người trên ngựa, anh ấy cũng là bác lộ quân, còn là ân nhân cứu mạng của tôi đó. Được rồi, đi. Đội trưởng, chẳng phải cô là người của đội diệt giang bác lộ quân sao? Sao cô còn sợ bác lộ quân chứ? Nếu chúng ta mượn con ngựa của họ, cô không cần cổng tôi nữa rồi. Im miệng, có đi không? Không đi thì xem cậu như hắn gian rồi giết bây giờ. Tôi đi, mau lên. Tôi cổng cậu cho, vậy nhanh hơn. Trung đội trưởng, chẳng phải anh bảo Lâm Chấn Hải mỗi ngày vào thời điểm này để tới đây dắt ngựa sao? Đừng vội, có thể là anh ấy có việc gì nên bị trễ. Liệu anh ấy có bị bọn Nhật khống chế rồi không? Đi thôi. Đi đâu? Vào thành. Đội trưởng, đừng. Nói với Lâm Chấn Hải là tôi chờ anh ta ở đây, bảo anh ta xuất thành gặp tôi. Nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ này thì là anh hùng diệt giang. Nếu cậu dở trò với tôi sẽ khiến cậu chết không được tử tế. Không, không. Mau đi đi. Được, được. Đội trưởng, tôi chỉ chịu trách nhiệm chuyển lời. Còn về việc anh ấy có đến hay không, tôi không dám đảm bảo. Chỉ cần cậu đưa thư và chuyển lời thì anh ta nhất định sẽ tới. Những chuyện khác cậu không cần lo. Đi đi. Được. Là cậu ấy. Cậu ấy nên được chữa trị ở đại đội quyền ta. Sao lại chạy về thành rồi? Anh làm gì vậy? Tôi bắt cậu ta về. Cẩn thận, để đặc vụ Nhật phát hiện là rắc rối to đó. Chỉ thế chút xíu nữa, bọn tuần tra Nhật sớm không xuất hiện. Muộn không xuất hiện là vào đúng lúc đó. Thôi, chuyện đã vậy rồi, nó còn ít gì nữa. Chân cậu ấy bị thương nặng như vậy, sao đi từ núi ra được? Đúng đó. Đừng nói có thể tránh khỏi lính canh của ta. Đường núi mười mấy km không dễ đi vậy đâu. Trừ khi có người cố tình thả cậu ấy đi. Có thể sẽ xảy ra chuyện. Cậu ấy còn là thằng nhóc, có thể làm gì được chứ? Tôi không nói cậu ấy.
Là cô ấy bảo cậu đưa tờ giấy này cho tôi sao? Cô ấy chờ tôi ở ngoại thành à? Dân. Tôi biết rồi. Cậu đi đi. Đoàn trưởng, anh đi không? Tất nhiên, vợ tôi muốn gặp tôi, làm sao mà không đi được. Vậy tôi đi đây. Đi đi. Khoan đã. Cậu tên Ngô Vĩnh Lạc đúng không? Vâng. Cậu cầm tiền đi. Cậu trẻ như vậy, đi đánh trận, vào sinh ra tử không dễ dàng gì. Không, đoàn trưởng, tôi không cần. Bảo cậu cầm thì cầm đi. Nói với liên trưởng của cậu, được nghỉ 10 ngày về nhà nghỉ ngơi. Cảm ơn đoàn trưởng. Sao lại chưa đi? Tôi... Đoàn trưởng, anh đừng đi. Tôi biết rồi. Đi nghỉ đi. Vâng. Cúc Tử, anh biết em sẽ đến tìm anh mà. Đại ca, anh ra ngoài à? Cho ngựa đi dạo. Hôm nay cho ngựa đi dạo rồi mà. Buồn phiền trong lòng nên cho bản thân đi dạo. Tôi cho mấy anh em đi theo anh. Không cần. Đại ca, chúng ta đột kích doanh trại của đại đội quyền, họ nhất định không tha cho anh. Tôi lo đây chính là âm mưu. Nói gì thế? Âm mưu gì chứ? Đại ca, anh nghe tôi nói đi. Ban nãy tôi gặp Ngô Vĩnh Lạc, cảm thấy thằng nhóc này có vấn đề nên hỏi nó vài câu. Nó khai hết rồi. Đây rõ ràng là chỉ là một cúc tử thôi mà. Cô ấy có thể ăn tôi sao? Ngoài sáng thì bạch cúc tử, nhưng trong tối thì sao? Nghe nói là cả một đội diệt gian. Lão nhị, nhạy cảm quá rồi đó. Cẩn thận không gì sai. Yên tâm đi. Lâm Chấn Hải này mà muốn chết thì không ai cản được hết. Nhưng tôi không muốn chết thì không ai giết được tôi. Đã lâu lắm rồi không gặp cúc tử. Tôi nhớ cô ấy. Đại ca, trong lòng tôi ắt có tính toán. Ngô Vĩnh Lạc còn là thằng nhóc, đừng ai làm khó dễ nó. Cho nó về nhà nghỉ ngơi dài hôm. Lương thực và tiền phát như thường. Tránh ra. Sao cậu lại ở đây? Trong thành ngoài thành có biết bao nhiêu người Nhật. Em ở đây chờ anh. Chờ tôi sao? Ta nói chuyện một chút đi. Hôm khác đi. Tôi có việc rồi. Anh đi đâu? Đi gặp người bạn. Bạn nào? Cậu không quen. Về núi đi. Chờ đã. Anh. Cô ấy hẹn gặp anh ở đâu? Ai? Tự anh biết. Sao cậu biết? Ở núi Nhạn có thể hẹn gặp anh ra. Em là không có mấy người. Tôi muốn gặp cô ấy thôi. Nhưng cô ấy không chỉ muốn gặp anh đơn giản vậy đâu. Tôi biết. Anh biết mà còn đi. Cúc Tử chưa từng chủ động hẹn gặp tôi. Nếu mà không đi sẽ khiến cô ấy thất vọng. Tên Hán Giang này làm hỏng kế hoạch diệt gian của tôi.
xem tôi xử cậu ra sao. Lâm Chấn Hải, bằng. Kế hoạch diệt gian gì chứ? Cậu không biết thật sao? Em nói dối với anh hồi nào? Đại đội quyền không hề có kế hoạch diệt gian gì hết. Với lại chủ mưu tấn công đại đội quyền là Ma Tam Nhi, anh cũng đã xử hắn rồi. Bọn em vẫn tin anh. Tôi hiểu rồi. Vậy là ý của Cúc Tử không liên quan gì tới đại đội quyền. Cho dù đại đội quyền muốn phái người giết anh, vậy cũng chưa chắc giết được. Nhưng Đồng Cúc thì khác. Có lẽ anh sẽ cho cô ấy cơ hội giết anh, có thể chết dưới tay người con gái mình yêu, cũng là một chuyện sảng khoái. Nhưng tạm thời tôi đây chưa muốn chết. Cha mẹ còn nằm trong tay bọn Nhật, tôi không thể bỏ mặc họ được. Em biết, nếu anh không muốn chết thì Đông Cúc cũng không thể làm hại anh được. Nhưng em sợ anh sẽ làm hại cô ấy. Không bao giờ. Nâng nơi còn không kịp nữa là tính tình Đông Cúc thế nào. Cô ấy không giết được anh sẽ tự giết mình đó. Đứng im. Sao là anh? Người đâu? Người nào? Lâm Chấn Hải đâu? Em lấy súng từ đâu? Em hỏi Lâm Chấn Hải đâu? Anh hỏi súng em lấy đâu ra? Làm mất súng sao? Đại đội trưởng, tôi không đi ra ngoài, để súng dưới gối. Ai ngờ, sao cậu không làm mất bản thân luôn đi? Chính quỷ, ngoài trừ tôi và Đông Cúc thì không có ai vào phòng bệnh hết. Vậy Đông Cúc đâu rồi? Tôi không biết cô ấy đi đâu. Có phải là tên Hán Giang nói với anh không? Ngô Vĩnh Lạc cũng do em thả đi đúng không? Đúng. Em trộm súng của chiến hữu, lại tự ý đưa tù binh xuống núi. Em muốn làm gì? Diệt gian. Ai phái em diệt gian? Bản thân em có quyền gì? Lý Bưu, anh có biết mọi người sau lưng nói anh thế nào không? Nói anh cấu kết với Lâm Chấn Hải, nói anh đã theo bọn Hán Giang kia rồi. Chỉ có giết Lâm Chấn Hải mới có thể chứng minh anh trong sạch. Anh có biết không? Đưa xuống đây, đưa xuống đây. Bạch Đồng Cúc, em đã gây quả rồi, còn muốn làm gì nữa? Dù giờ đâu mà anh quản em. Anh là gì của em? Anh đang thay tổ chức quản em. Em là một chiến sĩ. Chính vì em là chiến sĩ nên em mới phải giết Lâm Chấn Hải, em mới phải diệt gian. Bạch Đông Cúc, anh nói với em lần nữa, Lâm Chấn Hải không phải Hán Giang thật lòng thật dạ. Ít nhất bây giờ không phải. Anh ấy chỉ là lo cho cha mẹ. Ta sẽ nghĩ cách kéo anh ấy lại từ tay bọn Nhật. Sao anh còn giúp cho Lâm Chấn Hải chứ? Anh có nghĩ tới họ nó đỡ cho anh không? Tổ chức đã chứng minh sự trong sạch của anh. Mau, mau đuổi theo, đừng để nhà đầu đó thoát. Mau đuổi theo. Sao vậy? Im lặng. Có phải Lâm Chấn Hải đến không? Đi, đi mau. Anh chạy gì chứ? Mau, mau lên, mau lên. Bên này. Mau, mau lên. Đừng để ả chạy thoát. Mau lên. Nhị ca, không có. Ngô Vĩnh Lạc. Ngô Vĩnh Lạc. Nhị ca, người đâu? Cô ấy đã nói là sẽ chờ đoàn trưởng ở đây mà. Tên Hán Giang dám bắn đứng tôi. Anh buông em ra. Buông ra. Buông ra. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Em im miệng. Nếu không là xử em trước đó. Anh không thấy sao? Đều là người của đoàn bảo an. Lâm Chấn Hải là chó của bọn Nhật. Đều là chó của Lâm Chấn Hải. Em nói xong chưa? Đi.
Em không đi. Hôm nay em nhất định phải giết Lâm Chấn Hải. Nhất định phải diệt trừ tên Hán Giang cho người dân núi Nhạn. Em diệt trừ cái con khỉ. Em muốn chết. Anh thì không muốn chết chung đâu. Ai cho mấy cậu đi? Các anh em sợ anh mắc mưu, sợ anh trúng kế của đại đội huyện. Trúng kế sao? Đại đội huyện muốn giết tôi mà phái một cô gái sao? Con ả đó không phải hạng thường. Im miệng. Con ả gì chứ? Cúc Tử là vợ tôi, là chị dâu cậu. Cô ấy giết tôi hay diệt gian, không tới lượt cậu nhúng tay. Mai mà để cô ấy thoát, cậu có biết hậu quả khi bắt cô ấy về không? Đừng tưởng mặc bộ này thì là thái tử bọn Nhật cho người trong chừng chúng ta mỗi ngày đó. Cậu nói xem, đây là giúp hay gây rối? Bạch Đông Cúc, em muốn anh nói bao nhiêu lần nữa? Giờ không giết Lâm Chấn Hải được đâu. Cho dù diệt gian cũng không liên quan gì tới em. Giờ em là người của đại đội quyền, là chiến sĩ kháng Nhật. Là chiến sĩ thì phải biết kỷ luật là gì, quy củ là gì. Em tự ý chạy ra ngoài thì thôi đi, còn dắt theo Ngô Vĩnh Lạc. Em có biết hành vi của em như vậy là sao không? Nói nhẹ thì em nhất thời bồng bột làm trái kỷ cương. Nói nặng thì em biết mình làm gì không? Là gì? Có phải anh muốn em nói là Hán Giang không? Đại đội quyền không chấp nhận hành vi của em. Em cũng không cần anh lo. Em không thèm. Em cũng phải lo kỷ luật chứ. Em phải nghĩ tới hậu quả. Nếu em bị hại thì sao? Nếu em bị đặc vụ Nhật theo đuôi, tìm ra được doanh trại của ta thì sao? Em đâu phải con ngốc. Em chẳng khác gì con ngốc. Anh nói gì hả? Anh sao hả? Anh bảo vệ Hán Giang. Lâm Chấn Hải là chó của bọn Nhật. Anh chính là chó của Lâm Chấn Hải. Em thôi đi. Mau tiết kiệm sức và viết kiểm điểm đi. Em lại sao nữa? Em hiểu rồi. Em hiểu thì tốt. Về viết kiểm điểm, viết tốt vào. Có lẽ em còn cơ hội ở lại đại đội quyền. Muốn giết Lâm Chấn Hải thì phải giết anh trước. Chẳng ra làm sao. Chẳng ra làm sao hết. Đúng là vô tổ chức, vô kỷ luật. Trộm súng của chiến sĩ, tự ý đưa tù binh đi. Ai cho cô ấy lá gan lớn vậy hả? Bạch Đông Cúc đâu? Cô ấy ở phòng bệnh. Nếu không phải cho tên Hán Giang kia thì hành động diệt gian lần này của ta chắc chắn thành công rồi. Đúng rồi. Các anh nghe cho kỹ. Sau này ai dám nói xấu Lý Bu, tôi sẽ xử đẹp người đó. Tôi nói từ lâu rồi, Lý Bu là Lý Bu, Lâm Chấn Hải là Lâm Chấn Hải. Giờ hai người họ giải tán rồi. Một người là con lương dưới cống, một người là chim ưng trên trời cao. Có nghe thấy chưa? Ý cô là Lý Bu cùng cô đi diệt gian sao? Tất nhiên. Anh ấy là cán bộ của đại đội quyền. Anh ấy không đi thì ai đi? Vậy ai trộm súng của tôi? Tôi sao có thể nói là trộm được? Cùng lắm là mượn. Chưa được cho phép thì là trộm. Con người anh có thua đi không? Anh bắt tôi phải quỳ xuống đất, khấu đầu tạ tội hay sao? Được rồi, lần sau, sau khi tự ta giết Lâm Chấn Hải, sẽ trả anh 10 khẩu. Cô muốn có lần sau nữa à? Tất nhiên. Đâu thể nào thất bại một lần rồi hèn nhát được. Mọi người cứ chờ đấy, lần sau nhất định sẽ thành công. Bạch Đông Cúc, cô ra ngoài một chút. Hiểu Nguyệt, tôi bận nhiều việc lắm. Có biết bao, tạm thời gác lại. Ra đây ngay. Nóng tính quá. Hiểu Nguyệt, tôi biết lỗi rồi. Tôi cũng đâu cố tình thả tên Hán Giang kia đi đâu. Tôi cũng là muốn giết diệt gian cho đại đội quyền ta mà thôi. Sớm biết cậu ta là người như thế, tôi sẽ giết cậu ta trước, rồi mới giết Lâm Chấn Hải. Đội trưởng Hiểu Nguyệt, tôi nhất định xin nghỉ phép với cô được không? Cô đừng giận tôi. Lý Bu, ngày mai cậu đưa cô ta đi ngay. Đi đâu à? Từ đâu tới thì về đó. Chúng ta không thể giữ chiến sĩ vậy được, cũng không dám giữ. Đại đội trưởng, Bạch Đông Cúc từ bé là người không sợ trời không sợ đất. Đâu phải anh không biết tính tình cô ấy? Cho cô ấy thêm một cơ hội đi.
cho cô ấy thêm một cơ hội. Thì ai cho tôi cơ hội đi? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì biết tính sao? Nếu cô ấy mất mạng ở Quyền Thành thì làm sao tôi ăn nói với cha cô ấy đây? Tôi đã phê bình cô ấy nghiêm khắc rồi. Chúng ta có thể nhốt cô ấy vào phòng cấm túc để cô ấy tự kiểm điểm. Chỉ cần đừng khai trừ là được. Tôi là đại đội trưởng hay là cậu đây? Tất nhiên là anh rồi. Được, ngày mai, vào ngày mai, cậu đưa cô ấy đi ngay đi. Đại đội trưởng, ra ngoài. Vào đi. Đội trưởng Hiểu Nguyệt, tôi còn nhiều việc chưa làm lắm. Bắt đầu từ giờ, cô không cần phải làm gì hết. Các cô đây là phòng cấm túc. Phòng cấm túc sao? Vào đi. Đội trưởng Hiểu Nguyệt, vậy là sao? Sao lại nhốt tôi ở đây? Ai? Là nhị ca. Nhị ca khuya thế này lên núi sao? Có lão Tam không? Có à, mời vào. Đồng Cúc ơi, Đồng Cúc, cô bảo tôi nên nói cô sao đây? Chính quỷ. Tôi... Ai bảo cô đưa giết Lâm Chấn Hải? Là cách mạng, là Kháng Nhật bảo tôi đi. Lâm Chấn Hải là Hán gian, không giết anh ta thì sao Kháng Nhật? Tôi nghe nói Lý Bưu đi cùng cô à? Tất nhiên, Lâm Chấn Hải tấn công đại đội Quyền ta, chúng ta có thể tha hắn sao? Lý Bưu đi cùng cô thật à? Thật mà. Chính quỷ, tôi dám đảm bảo Lý Bưu và Lâm Chấn Hải không cấu kết với nhau. Người đâu? Bắt Lý Bưu về đây. Chính quỷ, các anh bắt Lý Bù làm gì? Trộm súng của đồng đội, tự ý thả tù binh, tự ý tiến hành hành động diệt gian gì đó, bất kỳ điều nào cũng đủ kỷ luật cậu ấy rồi. Chính quỷ, những gì anh nói đều là một mình tôi làm, không liên quan gì tới Lý Bù. Chẳng phải ban nãy cô bảo đi cùng Lý Bù sao? Tôi sợ mọi người hiểu lầm, Lý Bù cấu kết chính Lâm Chấn Hải nên mới cố tình nói vậy. Chính quỷ, chuyện này thật sự không liên quan gì tới Lý Bù. Chính quỷ, tổ chức xử phạt tôi đi. Anh la tôi, mắng tôi đều được. Nếu còn giận thì đánh tôi. Nhưng mà đừng khai trừ tôi. Được rồi Đông Cúc, cô ở đây tự kiểm điểm đi. Chính quỷ, chuyện này thật sự không liên quan gì tới Lý Bù hết. Khóa cửa cho kỹ, đừng để quấy thoát. Chính quỷ, chính quỷ, chính quỷ, chính quỷ. Đương gia không muốn theo Nhật nữa sao? Lão Tam, bọn Nhật chẳng hề tin tưởng anh em chúng ta. Đi theo chúng chẳng khác nào chịu tội. Đương gia bảo thà làm thổ phỉ trong núi cũng không muốn làm con rối trong thành nữa. Chúng tôi quyết định kéo lực lượng về. Kéo lực lượng về là chuyện tốt, nhưng hai bác tính sao? Đường gia nói là anh ấy có cách, vậy tôi có thể làm gì? Đường gia bảo các cậu âm thầm đưa tất cả những anh em đến lối vào rừng để chuẩn bị tiếp ứng bất kỳ lúc nào. Bao giờ? Hoàng hôn ngày mai. Nếu có gì thay đổi thì chúng ta liên lạc sao? Lão Tam, chuyện này rất nguy hiểm, đừng để lộ. Nhị ca, anh yên tâm, tôi biết mà. Giờ thì tốt rồi, Lâm Hổ Bang ta có thể quyết chiến với bọn Nhật bằng đao súng. Đêm nay anh đừng đi, hai ta uống với nhau no say một chập. Không được đâu Lão Tam, tôi phải về báo cáo với đại đương gia. Nhớ lấy, hoàng hôn ngày mai. Đi đây. Lão Lưu, anh định khai trừ Bạch Đông Cúc thật à?
Tôi cũng không muốn. Nhưng nha đầu này khiến người ta phiền lòng quá. Nếu không có Lý Bưu thì không biết gây ra quả gì đâu. Bạch Đông Cúc là chiến sĩ mới nhập ngũ, thiếu sót quan niệm tổ chức cũng là lẽ thường tình. Với lại chuyện giữa của và Lâm Chấn Hải chúng ta cũng rõ mà. Vậy anh nói xem phải làm sao? Cứ bỏ qua vậy sao? Tất nhiên không thể bỏ qua. Ý của tôi là chuyện này không thể cho qua nhẹ nhàng được, phải xử lý nghiêm khắc, phải để Bạch Đông Cúc cảm nhận được đau, cảm nhận được sợ hãi. Đúng, phải phê bình thật sự gây gắt. Lão Lưu à, tính cách Bạch Đông Cúc thế nào anh không rõ sao? Chỉ phê bình thì sao giải quyết được vấn đề? Ban nãy anh còn nói tôi không đồng ý khai trừ là gì. Tôi sợ cô ấy lại đi gây chuyện. Bạch tiên sinh chỉ có một đứa con gái, nếu như đã giao chúng ta thì chúng ta phải có trách nhiệm. Vậy anh nói xem xử lý nghiêm túc kiểu gì? Thì cũng chỉ có nhốt trong phòng cấm túc, giết kiểm điểm thôi. Đây đều là nhẹ nhàng, vậy còn nghiêm trọng kiểu gì? Có thể học theo bọn Nhật dùng hình xử bắn hay sao? Theo lý mà nói, chúng ta không nên đối xử với chiến sĩ mới như vậy, nhất là nữ chiến sĩ. Nhưng với Bạch Đông Cúc thì phải dùng phương pháp đặc biệt. Nếu không thì không biết sẽ gây ra quả gì đây. Phương pháp đặc biệt? Phương pháp đặc biệt gì? Qua đây nói nghe. Tàn nhẫn quá. Tôi thấy vừa vừa phải phải thôi. Đừng làm cô ấy sợ. Sợ sao? Tôi còn lo là cô ấy không sợ nữa kìa. Lâm Chấn Hải có làm cô ấy sợ chưa? Lý Bưu có làm cô ấy sợ chưa? Đông Cúc là hạt giống tốt, nhưng là một cái cây cần tỉa tót cẩn thận. Lão Tào, vẫn là anh đa mưu nhiều kế. Nhưng người xấu này để tôi làm. Đó giờ anh luôn đóng vai người tốt. Chính vì tôi toàn làm người tốt nên đôi khi làm người xấu mới có quy lực. Vào đi, ngoan ngoãn cấm túc. Đội trưởng Hiểu Nguyệt, sao cô cũng bị nhốt vậy? Có phải cô cũng phạm lỗi không? Cô đừng nói chuyện, phiền quá. Hiểu Nguyệt, số cuộc có chuyện gì? Tại sao họ nhốt cô vào đây? Cô còn hỏi nữa, là tại cô đó. Bạch Đông Cúc, cô phạm lỗi thì thôi đi, tại sao lại liên lụy tới tôi chứ? Tôi từ tỉnh thành về núi Nhạn là muốn tham gia kháng Nhật, khó khăn lắm mới được gia nhập đại đội quyền. Bây giờ bị cô phá hỏng hết rồi. Cô nói cho rõ ràng, sao tôi lại phá hỏng chứ? Trộm súng của chiến sĩ, tự ý thả tù binh. Cô nói xem đây là vấn đề mang tính chất gì? Bất kể là tính chất gì cũng là chuyện của tôi. Ai giết thì người đó đền mạng, xử bắn hay treo cổ cũng được, chém đầu cũng thế. Có liên quan tới cô đâu? Không tới lượt cô. Liên đới cô hiểu không? Tôi là đội trưởng đội y tế. Cô là thành viên đội y tế. Vì vấn đề của cô mà tôi cũng bị toi đời. Liên đới, tôi từng nghe cha tôi nói, nhưng nó là thời cổ đại mà. Tru di cổ tộc, xử trảm cả nhà gì đó. Nhưng chúng ta là lực lượng kháng Nhật, chúng ta là đại đội quyện mà, sao có thể dùng cách giống hoàng thượng phong kiến chứ? Tôi cũng nói chính quỷ như vậy, nhưng chính quỷ nói. Chính quỷ nói sao? Thôi, không thèm nói nữa. Hiểu Nguyệt, mau nói đi Hiểu Nguyệt, rốt cuộc chính quỷ nói gì? Tôi cầu xin cô đó. Cô cầu xin tôi sao? Tôi cầu xin cô thì có. Cô để tôi yên tĩnh một lát đi. Đây có thể là đêm cuối cùng tôi ở đại đội quyền. Tôi hiểu. Cuối cùng cũng hiểu rồi. Vì cô chính là lãnh đạo của tôi, tôi mắc lỗi nên liên đới cô, đúng không? Biết rồi còn hỏi. Chính quỷ nói, không chỉ liên đới mình tôi, chiến sĩ mất súng, lính canh gác đều bị xử phạt. Bạch Đông Cúc, cô nói đi, vì mình cô mà hại biết bao nhiêu người. Cô đi đâu? Đi tìm chính quỷ, đứng lại. Cô tưởng nơi này là đâu?
Là sân vườn nhà cô sao? Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Nơi này là phòng cấm túc. Tôi cũng không thể hại mọi người được. Bạch Đông Cúc, cô không giúp chúng tôi được đâu. Kiểm điểm chuyện mình làm thì hơn. Lực lượng kháng nhật gì chứ? Tôi kháng nhật mà mang tội luôn. Ai bảo cô làm trái kỷ cương? Phó đoàn trưởng Chu, vất vả cho anh quá. Hoàng hôn ngày mai, lão Tam sẽ đưa quân tới lối vào rừng. Rất tốt. Hoàng quân sẽ chăm sóc họ. Thái quân, Chu đã thiết này có một thỉnh cầu. Anh và đoàn trưởng Lâm đều là bạn tốt của Hoàng quân. Có gì thì cứ nói. Thái quân sẽ không làm hại lão Tam và các anh em đúng không? Sao anh lại nghĩ vậy chứ? Lão Tam và các anh em ở lại Lâm Hổ Bang đều là các anh em từng cùng chúng tôi vào sinh ra tử. Nếu ai dám làm hại họ thì đừng nói lão đại không cho phép. Tất cả các anh em của Lâm Hổ Bang còn sống đều sẽ liều mạng. Anh yên tâm, tôi chỉ muốn đàm phán với Tam Đương gia để anh ấy và các anh em vào thành hưởng phúc như các anh. Sau trận chiến ở Ưng Chủy Nhai, các anh đã đắc tội Thổ Bát Lộ. Tôi lo là họ tiếp tục ở trong núi sẽ gặp chuyện. Vậy tôi thay mặt các anh em trong núi cảm ơn cô. Phó đoàn trưởng Chu, anh nhất định phải nhớ lời tôi nói. Chuyện này không được nhắc tới với bất kỳ ai. Nếu không, đoàn trưởng Lâm và cha mẹ anh ấy đều sẽ chết trong tay anh. Phá tất cả đồ đặc công của chúng ta tới lối vào rừng. Chỉ cần chúng xuất hiện thì tiêu diệt, không để lại người nào.